Man City số 1 ngoại hạng Anh, MU đang chuẩn bị bước vào vòng khai mạc Premier League 2019-2020 với cuộc tiếp đón Chelsea trên sân nhà Old Trafford. Khởi đầu của MU không hề dễ dàng chút nào. Sau khi tiếp Chelsea, đội quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có chuyến làm khách trên sân kẻ nổi loạn Wolves, cùng với khó khăn về lịch thi đấu, những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 khiến MU không được đánh giá cao. MU bổ sung trung vệ đẳng cấp Harry Maguire Cùng hậu vệ trẻ Aaron Wan-Bissaka, người còn lại là cầu thủ tấn công Daniel Seim. William Hughes ra kèo cho MU đang quang ngoại hạng Anh mùa bóng mới là 34, đặt một, ăn được 34 lần. Điều này một phần vì Quỷ Đỏ chưa có được tiền vệ đẳng cấp cùng chân sút xuất sắc thay Lukaku. Trong khi đó, nhà cái lớn nhất nước Anh đánh giá Man City có khả năng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Man City có 3 bổ sung quan trọng trên thị trường chuyển nhượng, sau Rodri, Angelino Pep Guardiola vừa đón thêm Joao Cancelo từ Juventus trong bài nhận định trên từ Guardian. Cây bút Jamie Jackson đánh giá Man City sẽ giành Premier League mùa thứ ba liên tiếp.